Chào các bạn nhé, mình là Linh Táo. Hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá giấy xuyến viết thư pháp. Đây là một giấy luyện thư pháp giá rẻ mà mình dùng để làm viết những cái bài khóa học, luyện các nét và bộ thủ. Ở đây thì hôm nay mình dọn kho thì còn một ít sấp giấy như thế này, thì mình sẽ dở ra cho các bạn xem nhé. Đây là giấy hồi cung, dạng hồi cung này, hồi cung thập này, màu đỏ. Còn đây, hiện tại ở đây thì mình đang cầm đó là giấy hồi cung, cũng là hồi cung nhưng mà nó là cái viền của nó màu vàng đấy. Tiếp tục là giấy loại mễ này, mễ màu đỏ này. Đây là một trong những cái loại kẻ ô thông dụng. Tiếp tục thì đây là một loại giấy, cũng là giấy uni mễ nhưng mà màu vàng các bạn nhé, viền vàng. Đấy, các bạn xem rất là dày. Ở đây là 400 trang các bạn nhé. Một tập của nó là 100 từ, 100 trang ấy. Thì 4 tập của nó sẽ là 400 trang. Đấy. Các bạn có luyện thư pháp thì chúng ta có thể lấy 400 trang này về. Mình sẽ bán 180.000 400 trang này. Đây là giấy sinh thục cho nên quá trình viết nó sẽ hơi thấm nhẹ một chút sang mặt bên, cho nên các bạn sẽ cần một miếng nót hoặc là giấy trắng nót ở phía bên dưới để đỡ bẩn các bạn nhé, đỡ bẩn ra bàn. Cho các bạn xem giấy rất dày các bạn nhé, giấy rất dày, nhiều, 400 trang mà ở đây mình phải cầm hai tay mới hết. Nào bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về mực mình sử dụng. Thì mực đen và mực đỏ và mực vàng ở đây mình đã rất là cất công, gọi là tìm tòi nghiên cứu và đặt các loại mực về. Thì hiện tại thì chỉ còn lại ba loại mực. Đấy, ba loại mực này thì cũng là cùng một địa chỉ. Đấy, màu mực này là do sư phụ mình tự làm nghiên cứu và sản xuất, và cũng thất bại rất là nhiều lần rồi. Thì bây giờ mới tạo ra được các loại mực, màu mực như thế này đấy. Thì mình muốn hướng tới cho các bạn nhé. Còn đây là những cái tập tài liệu mà chúng ta học thư pháp. Nó bao gồm các nét, các bộ hoành phi câu đối. Ngoài ra nó có thêm một cuốn 214 bộ thủ nữa. Đấy là những cái phần dụng cụ học thư pháp mình chia sẻ cho các bạn. Ngay bây giờ thì mình lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về phần mực. Đây là một cái nghiên mực. Nó sẽ có vòng trong và vòng ngoài. Thì trước hết thì chúng ta hãy lắc mực, sau đó thì các bạn đổ nhẹ vào. Nhưng mà nhớ là đừng đổ nhiều quá, để chừa ra một chút để chúng ta có thể pha thêm ít nước vào nữa. Vì nó là mực đặc mà. Một chút thôi, đấy, một tí tẹo này thôi nhé. Với mình thì mình viết tốc độ nó nhanh cho nên là mình có thể cho thêm một ít nước. Còn với các bạn mới tập thì chúng ta không cần cho thêm nước. Vòng ngoài chúng ta cho nước ở bên xung quanh để nó giữ ẩm. Nó giữ ẩm để tạo cho cái mực của chúng ta nó không bị bay hơi đi. Bây giờ mình sẽ viết những bức hoành phi ba chữ. Phúc độc thọ là một trong những bức hoành phi nó có độ thông dụng cao và được nhiều nhà treo ở trong những nhà thờ họ Tiểu Chi. Đấy. Phúc độc thọ này có ý nghĩa là gì? À, chúng ta đọc phúc độc thọ nó là âm Hán Việt. Mà ý nghĩa của nó thì cũng đã là đọc lên một cái cũng đã hiểu rồi đúng không? Đấy, thì phúc độc thọ này thì để diễn tả cái cuộc sống tốt đẹp, đó là may mắn này, giàu sang và sống lâu, hưởng thọ. May mắn ở đây tức là phúc, hạnh phúc. Giàu sang tức là có lộc lá, tiền bạc của cải dư thừa, và chúng ta có thể sống lâu, sống trọn đời. Đó chính là chữ thọ, sống lâu, sống khỏe đấy. Phúc độc thọ thì chữ phúc và chữ lộc thì nó sẽ có hai bộ thị, cầu thị mong muốn ở phía bên tay trái. Các bạn có thể xem những cái động tác mình viết. Đấy, chấm mực, rồi là kê tay, kê tay trái lên mà viết. Đây, mình viết với một tốc độ rất chậm, không có bất kỳ một chỉnh sửa nào cả. Các bạn có thể nhìn thấy video rất là tự nhiên, đây là mình tự quay lại. Đấy, và hướng dẫn lại cho các bạn thì chúng ta thấy là giấy ở đây nó không thấm quá là nhanh. Mà mặc dù mình đã đổ rất nhiều nước như vậy rồi nhé. Trong quá trình mà chúng ta luyện tập, chúng ta nếu như các bạn mà đang tập các nét thì chúng ta không cần đổ, nhớ là không được đổ nước vào. Còn nếu như các bạn đã viết nhanh, viết thành thạo và đã nhớ được
những cái mặt nét chữ thì chúng ta có thể cho thêm một ít nước vào đấy để chúng ta viết nhanh hơn. Cho nước vào thì mực đổ ít đi thì tiết kiệm mực. Giấy thì đã tiết kiệm rồi, giấy đã 400 trang, 400 trang, 400 tờ rồi. Chúng ta có thể viết được cả mặt trước và mặt sau các bạn nhé. Chữ thọ này thì có các nét ngang sắp xếp đều nhau về khoảng cách và tỷ lệ các bạn nhé. Như vậy là cái ô ở phía bên dưới này thì mình sẽ để trống, vì chúng ta thấy là viết bức hoành phi là nó chỉ có 3 chữ thôi. Đấy, nó chỉ có 3 chữ, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái cây bút trung khải to như thế này mình viết là khoản. Chúng ta vẫn có thể viết được, chúng ta nhấc cao bút lên các bạn nhé. Nhấc cao bút lên xong bắt đầu tìm cái dấu. Tìm cái dấu xong là đóng vào cho mình. Đấy, đóng vào đấy. Đẩy dấu đỏ này vào. Đây là chữ Phúc Lộc Thọ ở đây. Đấy, thì mình sẽ đóng dấu vào phía bên này, dấu như ý cắt tường này. Đấy, các bạn thấy ở đây thì là cái ô ly này nó là 9 cm các bạn nhé. Ô ly 9 cm. Đấy. Mặt sau của nó không hề thấm. Nó có thấm một chút thôi. Không gọi là không đáng kể. Đấy, thì cái thừa cái ô ly ra thì các bạn có thể viết thêm chữ cho mình vào đấy nữa. Đấy, tùy các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ lấy mực đỏ ra. Mực đỏ ra và mình đã pha vào đây. Các bạn nhìn này, mình dùng cả một cái bát to như này. Thì một lần đổ vào đây một cái các bạn viết thì thoải mái luôn. Gọi là thoải mái cho các bạn luôn. Các bạn thích viết bao nhiêu thì viết. Mà mình nghĩ là cái giấy đỏ này thì có pha thêm nước vào các bạn nhé. Giấy đỏ này thì có phải pha thêm nước vào. Đấy, có pha thêm nước vào cho mình ấy. Chứ nếu như mà chúng ta mà không có nước thì chúng ta viết không thì nó sẽ hơi khó. Các bạn nhớ phải pha thêm nước cho mình nhé. Đấy, đây là cái phần mà chúng ta sẽ tập. Chủ yếu là mình sẽ cho các bạn xem cái màu đỏ. Cái màu mực đỏ. Màu mực đỏ này nó không giống như là chu sa của bán ở trên thị trường, là nó màu nó chỉ hơi cam thôi. Và nó cũng khác với lại màu mực đỏ mà sệt sệt bột bột của những bạn mà học bên mỹ thuật vẽ, vẽ thủy mặc hoặc là viết thư pháp Việt. Đấy. Màu mực đỏ này đã được nghiên cứu rất là, gọi là một thời gian dài. Thì thường ấy, thư pháp thì viết màu đỏ thì nó sẽ hơi kén một chút. Vì tìm màu mực đỏ đã gọi là chất lượng thì đã khó rồi, mà bây giờ chúng ta lại còn thấy kén nữa. Ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn cái màu mực đỏ này để cho các bạn có thể thấy và nắm được. Trong một số những cái trường hợp thì chúng ta vẫn sử dụng màu mực đỏ trong thư pháp được nhé. Đặc biệt là những bạn mà viết ở bên thư pháp Việt ấy, thì các bạn ấy hay thích sưu tầm những cái màu mực đỏ. Đấy, còn thư pháp ở bên màu mực thư pháp ở bên chữ Hán truyền thống thì thường thì nó sẽ có nét ngang thôi, nó có màu mực đen thôi các bạn nhé. Đây là bức hoành phi Phúc Mãn Đường. Phúc Mãn Đường tức là phúc đầy nhà các bạn. Thì đây là một trong những bức hoành phi mà mình thấy cũng treo khá là nhiều. Đa số bức hoành phi 3 chữ thì nó chỉ quanh quẩn vài có một vài bức thôi. Còn chủ yếu sẽ là 4 chữ thì nó sẽ đầy đủ ý nghĩa và nó có được đầy đủ ý nghĩa hơn, mình đọc mình hiểu nhiều hơn, hiểu sâu xa hơn. Đây là chữ đường, đường này có ý nghĩa là nơi thờ tự này, phòng khách lớn chính khách này.
nó sẽ có bộ khẩu ở phía bên dưới, sau đó thì bộ thổ. Các bạn xem cái màu mực đỏ này thì mình cũng rất là thích, vì màu của nó vừa phải. Nếu như chúng ta đổ thêm nước vào nữa thì màu mực nó có thể nhạt hơn một tí. Đấy, còn nếu như chúng ta trộn cái màu mực đỏ với lại màu đen vào với nhau thì nó sẽ ra cái màu cà phê mà thỉnh thoảng mình hay viết cái màu mực cà phê đấy các bạn. Đấy. Như vậy là mình đã viết xong gọi là bức hoành phi phúc mãn đường rồi, bây giờ thì mình lại tiếp tục mình viết lạc khoản các bạn nhé. Chúng ta có thể đóng dấu điểm điểm vào hai bên. Hôm nay mình mới có thời gian mình viết cho các bạn. Nếu như mà chúng ta đã luyện tập thì mỗi một lần mình luyện tập thì mình sẽ viết 3 tới 4 bức thì mới ra luyện tập, chứ không 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 phải là mình cứ ngồi vào mình viết một tí xong là mình lại ngơi. Tại vì sao? Vì chúng ta còn phải pha mực này, chuẩn bị giấy này, rửa sách này. Đấy, mỗi một lần chúng ta làm những cái công việc công đoạn như vậy thì nó phải bỏ công. Mặt sau và mặt trước cho các bạn xem, màu mực đỏ rất đẹp. Thì ở đây ấy, thì cái màu mực đỏ, mực đen và mực vàng mình có bán các bạn nhé. Nếu như bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Đa số là những cái màu mực này thì mình sẽ hoàn thành những cái tác phẩm. Đấy, và nếu có thừa ra một chút thì các bạn có thể là bán lại cho các bạn được. Có thể. Nhiều bạn hỏi thế tại sao lại không bán những cái loại giấy. Thực ra giấy nó rất là kén khách. Có bạn thì cho rằng giấy đấy viết không phù hợp với mình, nó thấm mực nhiều. Có bạn thì lại thấy giấy đấy nó hơi mỏng. Có bạn thì không ưa cái loại giấy đấy. Đa số mình thấy là viết thư pháp các bạn hay dùng những cái loại giấy giả cổ màu vàng nhiều. Nhưng mình lại không dùng mấy cái loại giấy đấy. Vì sao? Vì cái màu của nó, cái màu và cái chất liệu làm cái màu cái giấy đấy nó bị tối màu quá. Và khi mà viết thì mình không nhìn rõ được đường nét, cho nên mình cứ dùng giấy trắng thôi, giấy trắng tinh và có đường kẻ ô. Đấy là cái cá nhân của mình. Còn các bạn dùng loại giấy gì thì cái đấy thì mình không có can thiệp và cũng không có khuyên các bạn phải dùng giấy này giấy kia, mà chúng ta cứ chọn những cái loại giấy mà phù hợp với các bạn nhé. Tiếp theo thì mình lại chọn cái bức hoành phi Đức Lưu Quang. Ở Đức ở đây thì chúng ta sẽ viết thêm nét ngang vào nữa. Thực tế thì trong quá trình mà viết và hình thành chữ Đức này ấy, trong thư pháp thì nó có nhiều kiểu viết chữ Đức. Nhưng mà thường thì ở Việt Nam mình thì sẽ viết chữ Đức có thêm nét ngang nữa. Qua cái bài thơ mà chim trích đậu cành tre, thập trên từ dưới nhất đẻ chữ tâm ấy, thì chúng ta cứ viết thêm nét ngang vào nữa cho tránh bị trường hợp mà bị tranh cãi. Vì chữ Đức này, cái quá trình hình thành ấy thì nó về bản chất ấy thì là từ trước đến giờ ấy, từ cổ chí kim đến giờ ấy, trước khi có cuốn từ điển Khang Hy ấy, thì chữ Đức của các nhà thư pháp gia ở bên Trung Quốc họ viết là không có nét ngang. Nhưng từ sau khi có cuốn từ điển Khang Hy ra đời đấy, sản xuất cuốn từ điển đấy, dựa vào những cuốn từ điển đấy để lấy chữ Hán gốc, thì lấy chữ Hán để làm tiêu chuẩn ấy, thì nó sẽ có thêm một nét ngang vào nữa nhé. Tiếp tục tới chữ Lưu. Lưu này là có bộ bấm chấm thủy ở phía bên tay trái. Cũng có nhiều người tranh cãi là Đức Lưu Quang này là cái phần chữ Lưu này nó phải là Lưu Chảy. Cũng có người bảo là phải Lưu Giữ là bộ điền. Thì theo quan điểm của các bạn thì chúng ta dùng bức hoành phi Đức Lưu Quang này thì chúng ta sẽ dùng chữ Lưu gì? Đấy, nếu ví dụ như là Lưu mà giữ lại trong bộ điền thì nó chỉ là đời đấy thôi. Tức là ví dụ như là đời tổ tiên ông bà mình giữ lại, còn không thể lưu truyền lại cho con cháu được. Tức là Lưu Chảy hết qua dòng này sang dòng khác. Chữ Đức à, Đức ở bên trên mà, sẽ từ đời này qua đời khác. Đấy, có được chữ Đức Hạnh. Đấy. Thì mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau nhé. Chữ Quang ở đây nghĩa là tỏa sáng. Và công nhận là cái màu mực này thì tỏa sáng thật. Và chúng ta có thể viết lạc khoản ở trong này nhé. Đấy, đóng dấu vào cho mình nhá. Đây các bạn nhìn đây.
Đấy. Hai bên. Mực đỏ và dấu đỏ, nhưng mà dấu đỏ thì cái sự nổi bật của màu màu đỏ dấu nó không nổi bật và sáng bằng cái màu mực đỏ viết trong 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 cái tác phẩm chữ, đúng không các bạn? Này. Ở đây cũng là cái màu đỏ này cũng có thể là một cái cách cách học, hoặc trong quá trình bài giảng ấy thì mình sử dụng màu đen, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng sẽ sử dụng màu đỏ để có thể chỉ lỗi cho các bạn. Đấy, màu đỏ thì nó sẽ sáng hơn và nó sẽ là cái màu để chấm điểm. Tiếp theo thì mình sẽ viết một cái bức hoành phi khác, đó là bức hoành phi Phúc Lai Thành. Phúc Lai Thành. Phúc Lai Thành có nghĩa là gì? Có ý nghĩa là mong muốn những điều may mắn tốt lành sẽ đến với dòng họ con cháu. Đấy, phúc lai, lai ở đây nghĩa là tới, đến, đạt tới. Thành ở đây tức là công thành danh toại, tức là được được hưởng, được sở hữu. Tiếp theo tới ngũ phúc lâm môn là mong muốn năm điều phúc đến cửa nhà, bao gồm phú này, quý này, thọ này, khang này, khỏe mạnh và ninh là bình an. Đấy là ngũ phúc lâm môn ấy. Nhiều bạn bảo ngũ phúc lâm môn là năm chữ phúc vào vào cửa nhà. Đấy, nhưng đấy là viết theo kiểu là chữ Hán và nó là theo nghĩa đen thôi, còn chúng ta phải giải nghĩa là ý nghĩa là gì. Năm cái phúc ở đây là không phải là năm chữ phúc, mà nó sẽ biểu tượng cho sự phú quý, sự giàu sang, sống lâu thọ, khang và linh các bạn nhé. Khang ở đây tức là an khang, khỏe mạnh, là linh là bình an, yên bình nhé. Quay trở lại với lại bức hoành phi mình đang viết Phúc Lai Thành. Đấy, các đường nét viết rất là chậm chạp như thế này, không hề, nó không hề tốn giấy và cũng không hề gọi là mực nó bị tốn ra ngoài đâu. Nhiều bạn cứ bảo là cái giấy này nó tốn, tức là khi mà chúng ta sử dụng ấy thì nó sẽ bị loang ra và nó tốn mực, thực tế không 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 phải thế các bạn nhé. Mỗi một tờ giấy này chúng ta có thể viết được một bức hoành phi, một bức tác phẩm, nhưng mà dạng cỡ chữ nhỏ vì ô của nó chỉ có 9 cm thôi. Cho nên các bạn nếu như chúng ta muốn tiết kiệm, chúng ta muốn lựa tiết kiệm về cả giấy mực, về cả công sức, thì chúng ta có thể sử dụng lại giấy mình đang sử dụng đây. Đấy. Nếu bạn nào mà cẩn thận hơn thì chúng ta có thể lồng hai tờ giấy vào cũng được, thì nó cũng sẽ không thể thấm xuống dưới được mặt bàn các bạn nhé. Viết một mạch như thế này được 3-4 bức hoành phi đây. Các bạn có thể xem. Nhưng mà cỡ chữ nhỏ các bạn nhé, cỡ chữ này nó chỉ dạng câu đối thôi. Thì tại vì mình sử dụng bút nhỏ mà. Ngoài ra nếu như các bạn không muốn viết chữ nhỏ như thế này, các bạn có thể là dùng luôn cả một tập giấy to nhé, nó bốn cái ô này chập lại. Thì 4 ô là 9 9, tức là mỗi bên nó sẽ là 18 cm và chúng ta có thể viết được một bức đại tự. Tức là viết một chữ Hán to khoảng 18 phân trong cái ô ly đấy. Đúng không? Nó có 4 ô mà. Thì chúng ta có thể dùng một ô này viết được một chữ to đại tự. Được rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem cái video này nhá. Nếu như bạn nào có nhu cầu liên hệ mực giấy bút thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé. Ở đây mình có đủ những cuốn tài liệu, hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn thì thế này thôi. Và khi nào mà mình bán hết giấy rồi thì mình sẽ không ra những cái clip như thế này nữa. Đấy, giấy này là giấy cá nhân mình làm và nhập về. Đấy,